Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hào hữu cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Tổ chức tội phạm Việt Nam bị nghi đánh cắp thông tin của hàng triệu người dùng Facebook ở Mỹ. Canada yêu cầu Mỹ hoãn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cho tới khi Bắc Kinh thả hai người Canada. Thủ tướng Úc rút ngắn chuyến du lịch Hawaii vì hai nhân viên cứu hỏa thiệt mạng. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thượng viện Mỹ ngày 19 tháng 12 chấp thuận và gửi cho Tổng thống Donald Trump gói các dự luật chi tiêu cho các chương trình của chính phủ trong năm tài khoá 2020, kéo dài tới ngày 30 tháng 9 năm 2020, trị giá 1,4 ngàn tỷ đô la, chấm dứt nguy cơ chính phủ bị đóng cửa vào cuối tuần này khi ngân quỹ tạm thời hết hạn. Theo dự kiến, Tổng thống Trump sẽ ký thông qua luật trước nửa đêm 20 tháng 12. Trong số này, ngũ giác đài sẽ được cấp 738 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự, hơn năm ngoái 22 tỷ. Trong gói dự luật này cũng bao gồm một loạt các đề xuất mới như là cấp ngân quỹ cho lực lượng không gian quân sự, tăng tuổi mua thuốc lá từ 18 lên 21 và bỏ một số loại thuế nhằm tài trợ cho Obamacare.